Chương 2: Hiểu về thị trường hiệu quả và những hạn chế của nó. Những năm 1960 chứng kiến sự xuất hiện của một học thuyết tài chính và đầu tư mới, một trường phái được biết đến với tên gọi trường phái Chicago vì nó có nguồn gốc từ trường kinh doanh của Đại học Chicago. Là một sinh viên của trường vào năm 1967-1969, tôi nhận ra rằng mình đã có mặt ở điểm khởi nguồn của học thuyết này. Học thuyết này được cung cấp rất nhiều thông tin và có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cách suy nghĩ của tôi. Học thuyết này bao gồm các khái niệm đã trở thành các yếu tố quan trọng trong đối thoại đầu tư, như là sự lo ngại rủi ro, sự biến động như là định nghĩa của rủi ro, lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống, hệ số alpha, beta, giả thuyết ngẫu nhiên và giả thuyết thị trường hiệu quả. Tất cả các yếu tố này đều sẽ được đề cập ngay sau đây. Trong những năm đầu sau khi được giới thiệu, yếu tố được đề cập sau cùng đã chứng minh được tầm ảnh hưởng đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và xứng đáng được dành một chương dành cho riêng mình. Học thuyết thị trường hiệu quả chỉ ra rằng có rất nhiều người tham gia vào thị trường và họ tiếp cận với tất cả các nguồn thông tin như nhau. Tất cả họ đều thông minh, khách quan, có động lực và chăm chỉ. Các mô hình phân tích của họ đều được biết đến và áp dụng rộng rãi. Vì đây là nỗ lực chung của mọi người, thông tin được phản ánh hoàn toàn và ngay lập tức lên giá cả thị trường của từng cổ phiếu. Và vì những người tham gia sẽ ngay lập tức mua những cổ phiếu giá rẻ và bán những cổ phiếu ngay khi được giá, nên giá cả của chúng được phản ánh một cách tuyệt đối và tương đối trên thị trường. Sau đó, giá cả thị trường phản ánh một cách chính xác giá trị thực của cổ phiếu đó. Và không có người nào có thể liên tục tìm thấy và kiếm lời ngay khi mà giá cả mất đi tính cân bằng vốn có. Cổ phiếu vì thế mà được bán với cái giá mà chúng được kỳ vọng đem lại lợi nhuận tương xứng với rủi ro kèm theo. Rủi ro cao hơn phải đem lại lợi nhuận cao hơn để thu hút người mua. Thị trường sẽ đặt ra một mức giá phù hợp với triết lý này, nhưng sẽ chẳng có bữa trưa nào miễn phí cả. Tức là sẽ không có lợi nhuận gia tăng nếu không tăng mức độ rủi ro của khoản đầu tư. Đấy ít nhiều cũng tóm gọn những ý chính của học thuyết này. Và bây giờ là ý kiến của tôi. Khi tôi bàn về học thuyết này, tôi cũng dùng từ hiệu quả, nhưng ý của tôi là cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, không phải là chính xác. Tôi đồng ý rằng các nhà đầu tư làm việc chăm chỉ để đánh giá những tin tức mới, những thay đổi của giá cả thị trường và những tác động của chúng lên tâm lý đám đông. Tuy nhiên, tôi lại không cho rằng đám đông lúc nào cũng đúng. Vào tháng 1 năm 2000, cổ phiếu Yahoo được bán với giá 237 đô la. Tháng 4 năm 2001, giá chỉ còn 11 đô la. Người nào mà cho rằng thị trường đều đúng cả hai lần thì thực sự là vô lý. Thị trường phải sai ít nhất một lần. Nhưng không có nghĩa là nhà đầu tư nào cũng có thể phát hiện và tận dụng những sai lầm đó. Nếu giá cổ phiếu trong thị trường hiệu quả đã phản ánh đúng tâm lý đám đông, đồng thuận với đám đông sẽ chỉ đem lại cho bạn lợi nhuận trung bình. Để đánh bại thị trường, bạn phải có một cái nhìn riêng và khác biệt với số đông. Chung quy là, dù cho thị trường hiệu quả thường định giá sai cổ phiếu, nhưng không hề đơn giản cho bất cứ ai với cùng nguồn thông tin như tất cả mọi người và có cùng ảnh hưởng tâm lý, liên tiếp có ý kiến khác với đám đông và có những quyết định chính xác hơn phần còn lại. Đó chính là lý do khiến cho thị trường vô cùng khó bị đánh bại, dù cho thị trường không phải lúc nào cũng đúng. Kết quả quan trọng nhất từ giả thuyết thị trường hiệu quả là kết luận rằng bạn không thể nào đánh bại được thị trường. Kết luận này không chỉ dựa trên logic của trường Chicago về thị trường, nhưng nó lại được củng cố bằng kết quả đầu tư của các quỹ mở. Rất ít quỹ mở có kết quả vượt trội so với phần còn lại. Vậy còn những quỹ đầu tư 5 sao thì sao? Các quỹ mở được đánh giá chung với nhau, xếp hạng không chứng minh được là họ có đánh bại tiêu chuẩn khách quan như là chỉ số chung của thị trường hay không. Vậy còn những nhà đầu tư vĩ đại mà chúng ta thường được nghe nói? Đầu tiên, 1 hay 2 năm thuận lợi không chứng minh được gì cả. Cơ hội cũng đem lại những kết quả không thể biết trước được. Thứ hai, những nhà thống kê nhấn mạnh rằng không thể chứng minh gì với thống kê xác suất nếu không đủ nhiều năm dữ liệu. Tôi nhớ rằng mình đã nghe đâu đó con số 64 năm. Và nhờ hầu như không có một ai có thể quản lý tiền đầu tư lâu như vậy. Cuối cùng, 1 hay 2 nhà đầu tư vĩ đại cũng chẳng thể bác bỏ được giả thuyết này. Việc Warren Buffett thu hút được sự chú ý trên toàn thế giới như hiện tại chứng tỏ rằng liên tiếp đánh bại được thị trường là một điều phi thường.
Một trong những tình tiết rắc rối nhất của giả thuyết Chicago chính là sự phát triển của những phương tiện đầu tư bị động, được biết đến với tên gọi Index Fund, quỹ đầu tư theo chỉ số thị trường. Nếu phần đông các nhà quản lý quỹ chủ động thực hiện các khoản cược chủ động vào những cổ phiếu với những phương pháp khác nhau, nhưng vẫn không thể đánh bại được thị trường, vậy tại sao còn phải trả phí giao dịch và phí quản lý nữa? Với câu hỏi đó trong đầu, những nhà đầu tư đã và đang bỏ nhiều tiền hơn vào những quỹ mà đơn giản chỉ là đầu tư một số lượng cổ phiếu và trái phiếu theo đúng tỷ lệ phân bổ vốn trên thị trường. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể nhận được lợi nhuận từ thị trường với chi phí nhỏ hơn 0.01% mỗi năm. Mọi thứ đều có chu kỳ của nó, bao gồm cả sự chấp nhận khôn ngoan. Vì vậy, học thuyết thị trường hiệu quả bắt đầu lan rộng nhanh chóng, bắt đầu từ những năm 1960 và đã có rất nhiều được sự đồng thuận. Những luồng ý kiến phản đối cũng tăng lên, và nhìn chung thì tính ứng dụng là không ổn định. Tôi cũng nhìn thấy những hạn chế của học thuyết này, và một trong những vấn đề lớn nhất là mối liên hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. Theo lý thuyết đầu tư, tránh rủi ro là bản chất tự nhiên của con người, nghĩa là họ lúc nào cũng muốn nhận lấy ít rủi ro hơn. Nếu muốn họ chấp nhận những khoản đầu tư rủi ro cao hơn, họ phải được thuyết phục với mức lợi nhuận cao hơn. Theo đó, thị trường sẽ điều chỉnh thị giá của các khoản đầu tư dựa trên những thông tin thực tế và nhận thức chung. Khoản đầu tư rủi ro cao hơn sẽ đem lại triển vọng lợi nhuận cao hơn. Bởi vì học thuyết cho rằng trong thị trường hiệu quả không có thứ gọi là kỹ năng đầu tư cho phép ai đó đánh bại thị trường. Tất cả những khác biệt về lợi nhuận giữa các khoản đầu tư hay giữa các danh mục khác nhau đều quy về sự khác biệt về rủi ro. Trên thực tế, nếu bạn dựa vào thuyết thị trường hiệu quả để giải thích sự vượt trội của thành tích đầu tư, thì câu trả lời rất có thể là lợi nhuận cao hơn là kết quả của những rủi ro tiềm ẩn, hoặc cách trả lời khác là bạn không đủ dữ liệu để phân tích. Thỉnh thoảng, chúng ta trải qua những giai đoạn khi mọi thứ đều thuận lợi và những khoản đầu tư rủi ro đem lại những khoản lợi nhuận cao hơn mong đợi. Những giai đoạn bình yên khiến cho mọi người tin rằng để kiếm được lợi nhuận cao hơn, tất cả những gì họ cần làm là nhảy vào những khoản đầu tư mạo hiểm hơn. Nhưng họ lại bỏ qua một điều rất dễ bị lãng quên trong thời điểm thuận lợi. Điều này là không thể, vì nếu khoản đầu tư mạo hiểm được dùng làm căn cứ để đem lại lợi nhuận cao hơn, thì rủi ro sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Rồi sau đó, mọi người đôi khi nhận lại được bài học trọng yếu. Họ nhận ra rằng không có gì, và chắc chắn không phải là sự mạo hiểm mù quáng đem lại bữa trưa miễn phí, và họ một lần nữa được nhắc nhở về những hạn chế của lý thuyết đầu tư. Đó chính là lý thuyết và ý nghĩa của nó. Câu hỏi quan trọng, liệu nó có đúng rằng thị trường là bất khả chiến bại hay không? Mọi người có đang lãng phí thời gian của họ không? Khách hàng có đang lãng phí tiền bạc khi trả phí cho các nhà quản lý đầu tư không? Cũng như hầu hết những thứ khác trên thế giới, câu trả lời không hề đơn giản, và chắc chắn rằng chúng không phải là những câu trả lời có hoặc không. Tôi không tin rằng khái niệm thị trường hiệu quả có thể bị chối bỏ hoàn toàn. Về nguyên tắc, công bằng mà nói, thì nếu hàng nghìn người với lý trí và giỏi tập hợp số liệu về một lớp tài sản và đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan, thì thị giá của tài sản đó không thể khác đi nhiều so với giá trị thực của nó. Việc định giá sai sẽ không tồn tại một cách thường xuyên, nghĩa là khó mà đánh bại được thị trường. Trên thực tế, có một số lớp tài sản khá hiệu quả, hầu hết chúng sẽ như thế này. Lớp tài sản được biết đến và theo dõi rộng rãi. Lớp tài sản được xã hội chấp nhận, không gây tranh cãi hoặc cấm kỵ. Giá trị của lớp tài sản đó rõ ràng và dễ hiểu, ít nhất là ở bề ngoài. Thông tin về lớp tài sản và các thành phần của nó được phân bố rộng rãi và đồng đều. Nếu những điều kiện trên đều được đáp ứng, thì không có lý do gì mà lớp tài sản đó có thể bị bỏ qua, bị hiểu lầm hoặc đánh giá thấp. Lấy ví dụ về ngoại hối, những điều gì quyết định sự dao động của đồng tiền này so với đồng tiền khác? Tỷ lệ tăng trưởng trong tương lai hay chỉ số lạm phát? Liệu có một cá nhân nào tìm ra được phương pháp để có thể tiếp cận nhiều thông tin hơn tất cả những người khác hay không? Có lẽ là không thể. Và nếu như vậy, không ai có thể liên tục đạt được lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro cao hơn mức trung bình thông qua giao dịch ngoại hối. Còn các thị trường chứng khoán lớn như Sở Giao dịch Chứng khoán New York thì sao? Tại đây, hàng triệu người đang tìm kiếm với động lực thúc đẩy bằng mong muốn lợi nhuận. Tất cả mọi người đều được tiếp cận nguồn tin tức như nhau. Thực tế, đây là một trong những mục tiêu của những nhà quản lý thị trường. Đó là
mọi người nên có quyền tiếp cận cùng một thông tin của một công ty cùng một lúc. Với việc hàng triệu người đang cùng phân tích dựa trên những nguồn thông tin giống nhau, tần suất các cổ phiếu bị đánh giá sai là bao nhiêu và khả năng một ai đó tìm ra lỗ hổng là bao nhiêu? Câu trả lời là không thường xuyên và không đáng tin cậy. Nhưng đó chính là bản chất của tư duy cấp độ 2. Những nhà tư duy cấp độ 2 đều biết rằng để đạt được kết quả vượt trội, họ phải có lợi thế về thông tin hoặc phân tích, hoặc là cả hai. Họ phải cảnh giác với những trường hợp nhận thức sai. Con trai tôi, Andrew, chỉ mới chập chững bước vào thị trường. Nó có rất nhiều ý tưởng đầu tư hấp dẫn dựa trên những sự kiện hiện tại và triển vọng tương lai. Có điều là con trai tôi được đào tạo rất bài bản. Bài kiểm tra đầu tiên của nó luôn luôn giống nhau. 2. Và không ai biết điều đó. Trong từ vựng của học thuyết này, các nhà tư duy cấp độ 2 phụ thuộc vào sự kém hiệu quả. Thuật ngữ kém hiệu quả được sử dụng rộng rãi trong 40 năm qua như là một đối trọng với niềm tin rằng nhà đầu tư không thể đánh bại thị trường. Đối với tôi, mô tả một thị trường kém hiệu quả là một cách khoa trương để nói rằng thị trường dễ xuất hiện những sai sót mà các nhà đầu tư có thể tận dụng. Những sai sót này có thể đến từ đâu? Hãy cùng xem xét các giả định làm nền tảng cho học thuyết về thị trường hiệu quả. 1. Có nhiều nhà đầu tư chăm chỉ trong công việc. 2. Họ thông minh, siêng năng, khách quan, có động lực và được trang bị đầy đủ. 3. Họ đều có quyền tiếp cận thông tin như nhau. 4. Họ đều sẵn sàng mua, bán hoặc bán khống. Vì những lý do đó, lý thuyết cho rằng tất cả thông tin hiện có sẽ được tổng hợp vào giá một cách trơn tru và hiệu quả, và sẽ hành động ngay khi sự khác biệt giữa thị giá và giá trị xuất hiện để xóa bỏ chúng khỏi thị trường. Nhưng không thể tranh luận rằng giá cả thị trường luôn luôn đúng. Thực tế, nếu bạn nhìn vào 4 giả định vừa được liệt kê, một trong số đó đặc biệt khó đạt được: sự khách quan. Con người không phải máy móc. Thay vào đó, hầu hết mọi người bị điều khiển bởi sự tham lam, sợ hãi, ganh ghét và những cảm xúc khác, khiến cho việc giữ vững tính khách quan là không thể và dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Tương tự, còn giả định thứ tư thì sao? Trong khi các nhà đầu tư được cho là sẵn sàng đầu tư vào bất kỳ loại tài sản nào, bao gồm cả việc sở hữu và bán khống, sự thật lại rất khác. Hầu hết các chuyên gia đều được chỉ định vào một mảng cụ thể của thị trường, như tôi làm việc trong bộ phận vốn cổ phần, hoặc tôi là nhà quản lý trái phiếu. Và tỷ lệ nhà đầu tư đã từng bán khống là rất nhỏ. Vậy ai mới là người đưa ra thực hiện những quyết định có thể loại bỏ được những định giá sai lệch giữa các lớp tài sản? Một thị trường đặc trưng bởi những sai lầm và định giá sai có thể bị đánh bại bởi những người có nhãn quan sắc bén hiếm thấy. Vì vậy, chính sự tồn tại của sự thiếu hiệu quả sinh ra khả năng kiếm lợi nhuận vượt trội và cũng là điều kiện cần thiết cho khả năng đó. Tuy nhiên, điều này không được đảm bảo. Đối với tôi, một thị trường kém hiệu quả là thị trường mà trong đó có một hoặc tất cả các đặc tính sau đây. 1. Giá cả thị trường thường không chính xác, bởi vì việc tiếp cận thông tin và phân tích rất không hoàn hảo. Giá cả thường có sai lệch rất lớn so với giá trị thực. 2. Lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro trên một nhóm tài sản có thể có khác biệt rất lớn với những nhóm tài sản khác. Bởi vì tài sản thường được định giá ở mức không hợp lý, một lớp tài sản có thể đem lại lợi nhuận đã qua điều chỉnh rủi ro quá cao hoặc quá thấp so với các lớp tài sản khác. 3. Một số nhà đầu tư có thể liên tục đạt được kết quả tốt hơn những người khác. Sự tồn tại của việc định giá sai và sự khác biệt về kỹ năng, tầm nhìn và thông tin giữa những người tham gia khiến cho việc định giá sai hoàn toàn có thể được xác định và tận dụng để thu lợi nhuận một cách đều đặn. Điểm cuối cùng rất quan trọng về việc liên quan đến ý nghĩa của nó trên thị trường. Thị trường không hiệu quả không có nghĩa nó sẽ đem lại lợi nhuận một cách hào phóng cho những người tham gia. Thay vào đó, tôi cho rằng thị trường cung cấp nguyên liệu, tức là việc định giá sai, cho phép một số người có thể thắng thị trường và những người còn lại thì thua chỉ vì khác biệt về kỹ năng. Nếu giá cả không đúng, có nghĩa ta có khả năng tìm được một món hời hay là trả giá quá cao cho khoản đầu tư đó. Nếu có người mua được với giá tốt trên thị trường kém hiệu quả thì có nghĩa là có người đã bán đi với giá quá rẻ. Một trong những câu nói hay nhất trong bài chỉ tố: trong mỗi ván bài luôn có một con gà, tức tay mơ. Nếu sau 45 phút mà bạn chưa tìm ra con gà đó thì bạn chính là nó. Điều tương tự chắc chắn đúng với đầu tư trong thị trường hiệu quả.
Trong cuộc tranh luận về hiệu quả so với không hiệu quả, tôi đã kết luận là không có thị trường nào hoàn toàn phân chia rạch ròi, nó chỉ là vấn đề mức độ. Tôi hoàn toàn đánh giá cao các cơ hội mà thị trường không hiệu quả đem lại, nhưng tôi cũng tôn trọng khái niệm của thị trường hiệu quả. Và tôi rất tin tưởng rằng thị trường chứng khoán chính thống hiệu quả đến mức việc tìm kiếm cơ hội chiến thắng chỉ là phí thời gian. Cuối cùng, tôi đã đi đến một kết luận thú vị. Sự hiệu quả không phổ biến đến mức chúng ta có thể từ bỏ việc tìm kiếm hiệu suất vượt trội. Đồng thời, sự hiệu quả là điều mà các luật sư gọi là giả định có thể bác bỏ. Tức là những thứ được giả định là đúng cho đến khi được chứng minh khác đi. Do đó, chúng ta nên cho rằng thị trường hiệu quả sẽ cản trở thành công của chúng ta, trừ khi chúng ta có lý do chính đáng để tin rằng nó không làm như vậy. Việc tôn trọng thị trường hiệu quả cho rằng trước khi chúng ta bắt tay vào hành động, chúng ta cần có một số câu hỏi như sau. Những sai lầm và định giá có bị loại bỏ từ những cố gắng của các nhà đầu tư hay chưa? Hay chúng vẫn tồn tại? Và tại sao lại như vậy? Hãy nghĩ theo cách này. 1. Tại sao món hời vẫn tồn tại cho dù hàng ngàn nhà đầu tư luôn sẵn sàng trả giá cao hơn cho bất cứ thứ gì quá rẻ? 2. Nếu lợi nhuận có vẻ quá cao so với rủi ro, có thể bạn đã bỏ qua một số rủi ro tiềm ẩn nào đó. 3. Tại sao người bán lại sẵn sàng bán tài sản đó với mức giá thấp để bạn có thể kiếm được một món hời lớn như vậy? 4. Bạn có thực sự hiểu về tài sản đó hơn cả người bán? 5. Nếu đó là một cơ hội tốt như vậy, tại sao không có ai tóm lấy nó? Nên nhớ rằng, chỉ vì sự hiệu quả tồn tại đến hôm nay, không có nghĩa nó sẽ tồn tại mãi mãi. Điểm mấu chốt là sự không hiệu quả của thị trường là điều kiện cần thiết để đạt được sự vượt trội trong đầu tư. Cố gắng đánh bại một thị trường hiệu quả một cách hoàn hảo, giống như việc tung một đồng xu vậy. Điều tốt nhất mà bạn có thể hy vọng đạt được là 50-50. Để nhà đầu tư có được lợi thế, thị trường cần phải thiếu hiệu quả, tức là không hoàn hảo và định giá sai, thì mới có thể tận dụng được trong quá trình đầu tư. Nhưng cứ cho là có đi nữa, chỉ riêng yếu tố đó là không đủ để đem lại hiệu quả vượt trội. Tất cả những điều đó chỉ có nghĩa là giá cả thị trường không phải lúc nào cũng hợp lý và sai lầm vẫn hiện hữu. Một số tài sản có giá quá thấp và một số lại có giá quá cao. Bạn cũng cần có tầm nhìn sắc bén hơn những người khác để có thể thường xuyên mua được tài sản giá thấp hơn là giá cao. Nhiều món hời tốt nhất tại bất kỳ thời điểm nào cũng được tìm thấy trong những thứ mà những nhà đầu tư khác không làm được và cũng sẽ không làm. Hãy để cho người khác tin rằng thị trường không thể bị đánh bại. Sự đầu hàng của những người không dám mạo hiểm sẽ tạo cơ hội cho những người sẵn sàng đương đầu với nó. Liệu lý thuyết đầu tư với khái niệm thị trường hiệu quả có tương đương với định luật vật lý mà luôn luôn đúng không? Hay nó chỉ đơn giản là một khái niệm không liên quan và bị bác bỏ? Chung quy thì đó là một câu hỏi về sự cân bằng. Và cân bằng đến từ việc vận dụng hiểu biết thông thường được phổ biến rộng rãi. Bước ngoặt trong sự nghiệp quản trị đầu tư của tôi xuất hiện khi tôi rút ra kết luận rằng vì khái niệm về thị trường hiệu quả mang tính thực tiễn trong đầu tư, tôi cần phải tập trung vào những thị trường tương đối kém hiệu quả, nơi mà sự chăm chỉ và kỹ năng đem lại hiệu quả tốt nhất. Lý thuyết đã cho tôi thấy được quyết định đó và ngăn tôi lãng phí thời gian vào thị trường chính thống. Nhưng việc hiểu được những hạn chế của lý thuyết này lại giúp tôi không hoàn toàn chấp nhận những tranh luận chống lại việc quản lý đầu tư chủ động. Tóm lại, tôi nghĩ rằng lý thuyết chỉ nên cung cấp thông tin cho những quyết định của chúng ta, chứ không nên chi phối chúng. Nếu hoàn toàn bỏ qua lý thuyết, chúng ta có thể phạm sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta có thể tự lừa dối mình, cho rằng mình biết nhiều hơn tất cả những người khác, và thường xuyên đánh bại thị trường với đông đảo người tham gia. Chúng ta có thể mua chứng khoán với lợi nhuận, nhưng bỏ qua rủi ro. Chúng ta có thể mua 50 cổ phiếu tương quan lẫn nhau, nhưng cho rằng danh mục đã được đa dạng hóa. Nhưng nút chọn lý thuyết có thể làm chúng ta từ bỏ việc tìm kiếm các món hời, chuyển đổi cả quá trình đầu tư sang một chiếc máy tính và bỏ qua sự đóng góp của các chuyên gia. Lấy ví dụ ở đây là một hình ảnh một vị giáo sư tài chính hoàn toàn tin tưởng vào lý thuyết thị trường hiệu quả, người đang đi dạo với một sinh viên. Đó không phải là tờ 10 đô la đang nằm trên mặt đất hay sao? Người sinh viên hỏi. Không, nó không thể là tờ 10 đô la, vị giáo sư trả lời. Nếu là 10 đô la thì ai đó phải nhặt nó lên rồi. Và rồi vị giáo sư bỏ đi mất. Còn người sinh viên thì nhặt tờ tiền lên
rồi đi uống bia.